Bao tiền anh? 320 chị ạ. Đây bao tiền anh? 40 à? Thank you.
đẻ trứng ở đây à? Đây cái chậu to to này, tí cho em tắm này. Chú mua chậu về đấy. Hey. Đấy, tắm là vừa nhỉ. Đi dùng cái chậu này tắm nhé. Chưa? Chưa.
anh ăn đi. Vâng, em ăn đi. Cái này em cũng muốn luôn rồi. Xin miếng. Anh uống. Ồ, sao em cho cả tay vào trong đấy kìa. À đây đây đây, em lấy chìa này múc để đây, em dùng cái này đi. Đây đây này. Đấy, đúng rồi. Đấy. Cho mẹ. Mẹ múc cái này nhá. Con nóng mẹ. Nó sẽ có. Vâng. Ngon không? À, anh ơi, để em phát chỗ kia ấy. Chỗ có cái sắn này. Xem vâng. Một tổ trứng đấy. Các gà vừa để trứng đấy. Nhiều không? Được 9 quả. Thế thì nữa anh giúp em lấy cây cỏ hay là gì? Thì che nó sợ mưa. Vâng. Dùng một tí nước này. Nước xuống. Ngon không? Ăn đi. Cho mẹ này. Không. Ăn đi. Theo này nhá. Bố với mẹ đi phát cỏ nhá. Em ngồi đây mẹ mang nhé. Mẹ ra ngoài làm nhé. Cái này cắt cũng xong tí nữa. Thì cho em. Ôi dồi ôi gà. Cương ơi, đây có một tổ nữa này, trứng này. Ở đây này. Nhiều không anh ơi? Nhiều quá. Nhiều 2, 4, 6, 8 quả. 7 quả. Đây chắc là mình nó thấy có cái cây trên này che mưa. Thì lên lắm. Tối rồi em nhà nấu cơm nên là anh ấy đi che cho con gà này. Nó ấp ra đấy. Hôm nay chắc ấp rồi nhỉ. Trứng quả trứng ra ngoài. Em về nấu cơm nhé. Nấu cơm nhé. Em đi lấy đá.
Em ơi, sao lại ơi?
đứng ở đây nhá, mẹ đi vào khách in đồ bì cho mẹ nhá. Đây để mẹ nhá. Đây rửa cho. Đồ đẹp nha. Mẹ thổi đi ấy. Khói á, không kìa. Em tắm không? Em tắm nhá. Đây là cái chỗ to to rồi, mua về đi. Tắm đây nhá. Ai? Ai?
Ra đây đi, bác ra người.